Thành phố Hồ Chí Minh, vụ công ty cung cấp suất ăn bị tố, nhiều trường ngưng phục vụ bữa ăn bán trú. Sau ngày bị kiểm tra, sẽ thành bưởi thông báo tạm ngưng chở khách. Lâm Đồng, bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc được tìm thấy. Về An Giang xem đua xuồng trên đồng lũ. Xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền Long An. Thưa quý vị, bản tin hôm nay sẽ gửi đến quý vị chùm thông tin liên quan đến hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, sự kiện đua xuồng ở tỉnh An Giang, câu cá không mồi ở Phú Quốc, cũng như các tin nóng về tạm dừng hoạt động chở khách của hãng xe Thành Bưởi. Nội dung chi tiết của thông tin này sẽ có trong chuyên mục tin nóng ngày hôm nay. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong bản tin nóng 24 giờ hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị thông tin về việc phát hiện có thực phẩm hư hỏng, ôi thiêu, không rõ nguồn gốc ở công ty cung cấp suất ăn Phương Anh Vĩnh Long, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cung cấp suất ăn cho nhiều trường, vì vậy đến chiều qua, có thêm nhiều trường học khác cũng thông báo ngừng cung cấp suất ăn bán trú. Ngày 28 tháng 10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 trường gồm trường tiểu học Phú Hữu, trường tiểu học Trường Thạnh, trường trung học cơ sở Phú Hữu ngừng thực hiện cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Ngày 28 tháng 10 có thêm nhiều trường ngừng hợp đồng cung cấp suất ăn với công ty có địa chỉ tại phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức như trường tiểu học Phước Thạnh, trường tiểu học Long Thành Mỹ, trường trung học cơ sở Trường Thạnh. Đến chiều cùng ngày, tất cả trường có hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh với công ty này đều đã quyết định ngưng dịch vụ cung cấp bữa ăn bán trú. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn bộ các cơ sở chế biến thực phẩm cung cấp suất ăn cho các trường học trên địa bàn bắt đầu từ ngày 30 tháng 10. Thưa quý vị, xe khách Thành Bưởi vừa thông báo đến hành khách hãng sẽ tạm ngưng hoạt động mạng vận chuyển hành khách trên tất cả tuyến mà công ty này kinh doanh. Việc tạm ngưng từ 5 giờ ngày 29 tháng 10, công ty cũng cam kết giải quyết thấu đáo quyền lợi của khách hàng đã đặt mua vé. Nhiều hành khách đã đặt vé xe Thành Bưởi đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt cho biết, hãng thông tin tạm ngưng và sẽ chuyển khoản hoàn tiền vé khách đã thanh toán trước. Tại chi nhánh xe Thành Bưởi, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh vẫn nhận vận chuyển hàng hóa. Nhân viên tại đây cho hay, hãng còn nhận khách 2 chuyến 11 giờ và 12 giờ trưa nay, sau đó tạm ngưng hoàn toàn vận tải hành khách. Trước đó, ngày 30 tháng 9, xe khách mang biển số 50F00483 của nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người, 4 người bị thương. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, trong đó yêu cầu kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn. Từ ngày 5 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập đoàn kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Hiện sở đã có kết luận kiểm tra. Cơ quan chức năng ở tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ một đối tượng trốn truy nã hơn 1.5 năm tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Cô gái 25 tuổi này vừa tuyển dụng nhân viên, mời 4 người ăn hủ tiếu rồi cầm 4 chiếc điện thoại đi luôn không trở lại. Theo hồ sơ của Công an thị xã Gò Công, từ đầu tháng 6 năm 2021, Lê Thị Ngọc Hân sử dụng tài khoản mạng xã hội, đăng tải nội dung tuyển dụng việc làm bán hàng qua mạng. Theo quảng cáo của bị can, thì công việc chính là đăng bài quảng cáo và chốt đơn hàng với mức lương 150.000 đồng một ngày. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng, có 4 người đến tìm Lê Thị Ngọc Hân để cộng tác làm việc. Lê Thị Ngọc Hân đã dẫn người này đến phòng trọ của mình và mời mọi người ăn hủ tiếu. Đồng thời, Hân yêu cầu mọi người đưa điện thoại và mật khẩu để đi cài đặt phần mềm bán hàng. Sau đó, Hân mang 4 điện thoại ra khu vực thị xã Gò Công tìm người mua để bán lấy tiền. Chờ mãi không liên lạc được với Hân, 4 nạn nhân nghi ngờ và báo công an. Nhận tin báo, công an đã xác minh và bắt quả tang Hân đang trên đường tiêu thụ tài sản. Đối tượng bị khởi tố và cho tại ngoại để phục vụ điều tra, nhưng sau đó bỏ trốn. Liên quan vụ chủ vựa trái cây đuổi theo trộm lọt xuống khe cao tốc tử vong, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản trộm được gồm 1,6 triệu đồng và 2 sợi dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, tổng cộng là khoảng 18 cây vàng. Sau khi trộm xong thì mang đi bán.
hai đồng phạm biết là vàng mới trộm được, nhận nhiệm vụ đi bán và tiêu thụ thành công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Tấn Đạt, 28 tuổi, Lê Chí Trung, 33 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức và hai đồng phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, đêm 16 tháng 10, Đạt chở Trung bằng xe máy ra quanh các tuyến đường ở thành phố Thủ Đức để tìm người sơ hở trộm cắp tài sản. Đến khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 17 tháng 10, Đạt chở Trung vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây chạy ngược chiều theo hướng về tỉnh Đồng Nai. Đạt và Trung phát hiện ô tô của ông CHV, 51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức đang dừng bên kia đường cao tốc hướng về tỉnh Đồng Nai để đi vệ sinh. Đạt chạy xe song song với ô tô rồi dừng lại. Trung xuống xe, đi bộ qua bên kia đường cao tốc. Lợi dụng lúc ông V không chú ý, Trung mở cửa ô tô, trộm một túi sách rồi chạy về xe của Đạt đang đợi sẵn, nhảy qua khe đường cao tốc, phóng lên xe chạy đi. Ông V phát hiện đuổi theo Trung thì lọt xuống khe đường cao tốc, tử vong. Hơn 100 người gồm công an, chính quyền xã cùng người dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã xuyên đêm tìm kiếm bé gái 9 tuổi khi gia đình báo mất tích. May mắn bé gái được tìm thấy an toàn trong một vườn cà phê trên địa bàn. Thông tin từ gia đình, chiều 27 tháng 10, bé gái 9 tuổi, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đến học múa tại nhà cô giáo. Sau đó, hai người chị đi xe đạp đến đón bé và cùng tới nhà ông nội. Trên đường đi, bé và một chị gái cãi nhau nên bé gái 9 tuổi xuống xe đi bộ. Sau khi đến nhà ông nội, chờ mãi không thấy em, hai người quay lại tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 21 giờ, nghi ngờ bé gái bị bắt cóc nên gia đình đã trình báo công an. Ngoài lực lượng công an, hàng trăm người dân địa phương cũng tham gia giúp gia đình tìm kiếm bé gái suốt đêm 27 tháng 10 đến sáng 28 tháng 10. May mắn, 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy bé gái trong một vườn cà phê rất gần nơi cháu xuống xe chiều hôm trước. Vị trí này đã được tìm đi tìm lại nhiều lần nhưng không thấy bé gái. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay cho đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Người dân cần chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 29 tháng 10 đến sáng 31 tháng 10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, ngày và đêm 29 tháng 10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Ông Phùng Tiến Kiên, Phó trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ, vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Dự báo đỉnh triều cường có thể trên báo động 3 gây ngập nước những khu vực trũng thấp. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 đến 31 tháng 10, tức 15 đến 17 tháng 9 âm lịch. Theo dự báo, mực nước tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,67 đến 1,72 m trên báo động 3, từ 0,07 đến 0,12 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,05 đến 2,1 m trên báo động 2, từ 0,05 đến 0,1 m. Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,72 đến 1,75 m trên báo động 3, từ 0,12 đến 0,15 m. Đơn vị này nhận định đây là đợt kỳ triều cường cao trong năm, người dân cần đề phòng ngập nước ở những vùng trũng thấp và ven sông. Còn tại Hà Giang, thưa quý vị, trưa qua, sau khi trời đổ mưa, một tảng đá lớn từ vách núi đột nhiên rơi xuống đè trúng ô tô. Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân lở đá.
Sự việc xảy ra lúc 11 giờ ngày 28 tháng 10 trên đường 193A xuống khu vực bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế, thuộc xã Bá Vi, huyện Mèo Vạc. Xe ô tô mang biển kiểm soát 23A08466 do anh NCD, sinh năm 1989, điều khiển, chở theo 4 người, bất ngờ bị một tảng đá rơi vào kính chắn gió phía trước xe. Tảng đá trúng vào lái xe khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 3 người trong xe bị thương nhẹ, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. Một người còn lại không bị thương. Thưa quý khán giả, hiện nay khách du lịch đến Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang rất thích thú với trải nghiệm đi câu cá. Câu cá thì đâu có gì là lạ đúng không quý vị? Thế nhưng điểm độc lạ ở mô hình câu cá tại Rạch Vẹm chính là câu cá mà không cần mồi, lại rất là dễ câu được cá. Mời quý vị cùng tìm hiểu trải nghiệm thú vị này ngay sau đây. Rạch Vẹm hiện đang vào mùa đẹp nhất trong năm với mặt nước biển xanh trong, cát trắng mịn màng, ôm trọn mũi Hàm Rồng ở Phú Quốc. Thời điểm này, khách du lịch trong và ngoài nước rất thích đến Rạch Vẹm để vui chơi, trải nghiệm các hoạt động như giăng lưới bắt cá, tắm biển, chụp ảnh bên hoàng hôn và đặc biệt tham gia trải nghiệm câu cá không cần mồi với các loại cá ngân, cá bè chang, cá sòng và cá trích. Người câu cá chỉ cần sử dụng một cây cần câu có gắn khoảng 5 lưỡi câu trên sợi dây và chẳng cần dùng mồi. Các lưỡi câu nhỏ có buộc nhiều sợi lông phát quang. Sau khi xuống nước, những sợi lông trên sẽ dạ quang như con mồi nên cá cắn câu. Nhiều du khách câu dính từ 3 đến 4 con cá trong thời gian ngắn. Cũng có du khách câu được cả ký cá trong một buổi, mang lên nhờ đơn vị du lịch nướng, nấu lẩu ăn tại chỗ cùng gia đình. Còn tại An Giang, 2.000 người đã đổ về cánh đồng xả lũ cặp tuyến đường tỉnh 945 để xem đua xuồng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ nhất năm 2023 trong mùa nước nổi. Năm nay, lễ hội mùa nước nổi được tổ chức lần đầu tiên với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang và một số công ty, doanh nghiệp khác để tạo sân chơi lành mạnh cho người miền Tây. Ngày 28 tháng 10, dòng người tấp nập đổ về điểm tổ chức ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú tại cánh đồng xả lũ, ven đường tỉnh 945, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang. Cả tuyến đường láng nhựa mới toanh đã được lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu để giữ xe máy, ô tô và lập hẳn sân khấu giữa sông để tổ chức đua xuồng theo kiểu cây nhà lá vườn. Theo kế hoạch, ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú sẽ diễn ra các hoạt động vui nhộn như gian hàng ẩm thực, bè nổi, trò chơi đi cầu tre, trò chơi bắt vịt, giải việt giả người cao tuổi. Đặc biệt là giải đua xuồng mùa nước nổi tranh cúp truyền hình An Giang, thi đấu hai nội dung gồm đôi nam nữ phối hợp và đôi nam cự ly thi đấu 1.000m. Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian qua, phong trào đua xuồng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Châu Phú phát triển, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Thân mến, rất nhiều người dân lên án hành vi phóng nhanh vượt ẩu của các thanh thiếu niên khi lưu thông trên đường phố bởi không những gây nguy hiểm cho chính bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển với tốc độ cao trên đường. Thời điểm trên, khi xe này lách sang phải để vượt một xe máy khác đang di chuyển cùng chiều thì bất ngờ xảy ra va chạm. Xe máy do nam thanh niên điều khiển mất kiểm soát, lao đi với tốc độ cao rồi lao thẳng vào gốc cây bên đường. Hậu quả sau cú va chạm mạnh, nam thanh niên bị thương rất nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu sau đó. Tương tự, nam thanh niên trên có hai học sinh cũng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, đã vô tình đâm vào đuôi chiếc xe tải đang đổ bên đường. Sự việc này như lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cho con em sử dụng phương tiện xe gắn máy cần đảm bảo chấp hành quy định an toàn giao thông. Theo camera ghi lại, hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên 50 phân khối, thiếu quan sát, không cẩn thận nên đã tông trúng đuôi chiếc xe tải đang đổ ven đường, ngã ra đường. Lúc này, một xe máy đi sau không thắng kịp nên đã cán qua hai em. Hậu quả, hai học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu. Thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng xấu lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người bán hàng để trộm cắp tài sản. Một trong những thủ đoạn nổi lên là giả vờ và mua hàng hóa rồi sau đó ra tay trộm cắp. Bây giờ là ảnh vụ trộm cắp chớp nhoáng xảy ra tại một tiệm bán điện thoại ở tỉnh Khánh Hòa.
cũng chính vì sự lơ là, mất cảnh giác của nhân viên cửa hàng này nên đã tạo cơ hội cho nam thanh niên dễ dàng lấy cắp đi hai chiếc điện thoại. Theo đó, nam thanh niên đi xe máy tới tiệm rồi giả vờ mua đồ. Canh lúc người bán hàng quay lưng đi lấy đồ, người này thò tay vô tủ trộm một cái điện thoại. Thấy cơ hội khá tốt, hắn tiếp tục lấy cái thứ hai với cách thức tương tự rồi rời khỏi. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay với sự phát triển của Internet, mạng xã hội, bên cạnh những lợi ích kết nối cũng đang là nơi bị kẻ gian mượn đường thực hiện nhiều vụ lừa đảo các đối tượng như là người cao tuổi, trẻ em, công nhân hay là sinh viên. Các hình thức lừa đảo trực tuyến luôn có sự thay đổi, đan xen mới và cũ, đồng thời luôn luôn có những hình thái mới tinh vi hơn. Do đó, cuộc chiến phòng chống lừa đảo trực tuyến cần tiếp tục có sự tham gia, góp sức của tất cả các bộ ngành liên quan và cả người dân nước ta. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ người cao tuổi và trẻ em khỏi lừa đảo trực tuyến? Đây là nội dung sẽ được ban biên tập Nóng 24 giờ chia sẻ ngay sau đây. Theo ghi nhận của Cục An toàn Thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Các vụ lừa đảo trực tuyến chủ yếu nhắm vào các nhóm đối tượng, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và người lao động. Trong đó, các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhắm vào đối tượng người cao tuổi hiện nay là lừa đảo combo du lịch giá rẻ, giả danh công an, gọi điện lừa đảo bằng tin nhắn OTP, lừa đảo cuộc gọi video deepfake. Có nhóm đối tượng nó lừa đảo là dạng hình ảnh tôi, đồng mà nó gọi cho ba mẹ tôi, đặng mà gửi nó là tôi thiếu nợ cho này, gửi tiền lên trả. Nhưng mà thật ra là nhà chị em tôi, gia đình tôi phát hiện kịp thời. Không thôi lần đó ba với mẹ tôi là cũng mất một số tiền rồi. Đối với trẻ em, những đối tượng lừa đảo thường nhắm tới trẻ từ 8 đến 16 tuổi. Đây là độ tuổi các em dần hình thành về mặt nhận thức nhưng lại chưa có nhiều kỹ năng trong việc tự bảo vệ bản thân. Cạm bẫy của những kẻ xấu ngày càng tinh vi và nguy hiểm, đánh vào tâm lý và nhu cầu muốn kiếm tiền của những trẻ mới lớn. Một thời gian thì thấy con học hành sa sút, bấm điện thoại không rời tay. Tìm hiểu thì tôi mới biết là con làm cái việc live video kiếm tiền trên mạng. Thì các đối tượng lừa con nó nạp tiền á để mua mấy cái gói like đó đó, thì bao nhiêu tiền ba mẹ cho rồi tiền để dành thì con nó bị dụ mất hết. Để bảo vệ người cao tuổi và trẻ em không trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, có thể nói một phần trách nhiệm thuộc về người thân, gia đình. Ngoài việc khuyến khích ông bà, con cái dùng thiết bị công nghệ để sinh hoạt, học tập được hiệu quả, nhưng đồng thời cần hướng dẫn, quan sát, chia sẻ với họ về những khó khăn, rủi ro có thể gặp phải. Giao hoàn toàn cái quyền sử dụng điện thoại cho những trẻ nhỏ. Cái đối tượng mà hoàn toàn là chưa hề có bất cứ một cái kiến thức và một cái kỹ năng gì bảo vệ bản thân trước những cái mối nguy và cạm bẫy đó. Còn người già thì thật ra thì họ có kiến thức nhất định, tuy nhiên thì không phải người già nào cũng, người lớn tuổi nào cũng có thể mà nhận biết được những cái mối nguy hiểm từ trên Internet. Công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng mang đến những rủi ro, nhất là giai đoạn mà lừa đảo trực tuyến nở rộ như hiện nay. Để ngăn chặn, nhiều người sẽ nghĩ đến việc không cho trẻ em và người cao tuổi tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên, đó là giải pháp vô tình hạn chế kênh vui chơi, giải trí của người cao tuổi và trẻ em. Điều quan trọng ở đây chính là việc trang bị cho họ những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân trên không gian mạng, cũng như sử dụng công nghệ một cách lành mạnh, mang lại hiệu quả. Ở góc độ về công nghệ thì ngày nay thì có một số cái thiết bị di động nó có cái chế độ là cho phép bật qua chế độ là trẻ em. Người sử dụng chỉ có được phép truy cập ở một số góc độ nhất định của thiết bị đó là thôi. Họ không có được phép toàn quyền truy cập vào những cái nội dung quan trọng người lớn tuổi. Họ nên trang thì mình chỉ nên trang bị cho họ những cái thiết bị di động chỉ sử dụng Internet thôi, tức là máy tính bảng kết nối Internet thôi. Còn không có nên trang bị những cái cho người lớn tuổi những cái thiết bị di động mà là kim luôn điện thoại. Những cái thông tin như là về thuê bao, thông tin người định vị trí, và thậm chí là nhận những cái tin nhắn và phản hồi những tin nhắn đó để mà lấy những cái thông tin về rất quan trọng, cái thông tin những ngân hàng chẳng hạn, mình trả lời những số OTP chẳng hạn, thì người cao tuổi họ sẽ không thể nào phân biệt được tầm quan trọng của cái dãy số OTP là gì, và vô tình nếu cung cấp cho một cái đối tượng nào đó về cái đó thì rất là nguy hiểm.
mà có thể là nạn nhân của những cái chiêu lừa tiếp theo. Để chủ động bảo vệ người cao tuổi và trẻ em khỏi lừa đảo trực tuyến, nhiều gia đình đã tìm đến sự hỗ trợ của các giải pháp bảo mật tự động khi dùng Internet. Hiện nay, một số tập đoàn công nghệ có các giải pháp bảo mật có thể chặn virus, mã độc, chặn các website theo dõi, thu thập dữ liệu hành vi lướt web của người dùng và tự động chặn các đường dẫn, website được đánh giá không an toàn. Đó là những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ toàn bộ thiết bị kết nối Internet, tạo môi trường an toàn hơn cho mọi thành viên trong gia đình khi sử dụng mạng. Đến đây thì Xuân Nghĩa và Hải Vân rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt quý vị khán giả tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị trong buổi tối cuối tuần này. Nóng 24 giờ của tuần mới sẽ quay lại vào 18 giờ ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất và mới nhất. Còn bây giờ thì Hải Vân và Xuân Nghĩa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.